Rồi, nổ luôn anh. À, nổ máy luôn hả? Wow, quá lực luôn. Hất ga xuống dưới chạy ga ghê rồi. Bớt ga lại chứ. Ga nhỏ nhỏ thôi. Bớt ga lại. Rung nền đất luôn ha. Rung nền đất luôn ha. Ui. Chạy ra nhỏ nhỏ thôi. Thôi. Bom quá hốc, đèn quá hốc, ga nhỏ nhỏ thôi. Hết nước rồi, hết nước rồi. Có chừng hư máy á. Gì vậy? Rồi chế nước vô máy, nước hết trong máy rồi. Thầy cha nó xài cái bên 1 triệu hả? Hạ xuống là do sức nặng đè thôi. Có anh. Bên xuống. Đúng rồi, mình kéo nó xuống. Bên 1 triệu. 1 triệu này thôi. Cái bên rin của nó đó. Chứ không phải anh chế đâu. Rin đó. Chế chứ bạn nãy bạn nói Sơn nói là có nghĩa là cái phần này zin của nó mà nó tháo ra đó rồi giờ gắn vô lại á. Không. Không có đâu. Nó chế mới hả? Chế mới. À. Chế xài trên cái bãi, chế trên bãi nên thử ra có cái zin biết không? Cái xích bánh ú hả? Ú nó chạy. Bò lắm rồi. Rung lên cái nền luôn. Răng ma. EF Watt 20. Rồi. EF Watt 20. Cái này là số chạy hả? Còn này là tới lui. À. Này là tới lui. Rồi. Ok, máy dầu. Động cơ Zenma. Ủa, con này châm nước phải đầy chứ? Ừ, châm đầy xong rồi vặn cái nắp này lại. Vặn cái nắp này lại cho nó châm đầy miệng này thôi, vặn nắp này lại. Đó. Tới miệng thôi hả? Đúng rồi, tới miệng thôi. Tại vì nước nó sôi là tự nó đẩy lên. À. Chạy mà ga gì mà nó lớn. À. Vậy tính ra nó cũng đâu hụt nước bao nhiêu đúng không? À nó cũng ăn. Cho nó ăn nước đi, cho rằng nó ăn nước đi, nước đâu. Phải đó, đúng ra nó phải dặn cho kín lại. Đến nó sôi để nó lên trên rồi quạt cái nước sụp xuống lại, mát xuống lại. Chứ còn xài kiểu đó thằng dân ma nó chế vậy đó, chế nước bằng đó thôi. Rồi thùng bọng đâu cũng còn chắc ha, mà mình be lên thêm ha. Rồi mấy chốt này hư hết rồi hả ta? À mấy chốt này chốt chế luôn mà. Chốt chế. Cái nắp này sao này, nắp chế vô nè hả? Chế
không, lắp rin mà chế chốt này. Rồi lên thêm chế chốt. Cái này thường mình chở được mấy khối? Mấy tấn? Này để trộn bê tông đúng không? Hay chở cát? À, cát đá. Số má đồ của con này êm không? Hả? Số đồ con êm không? Rồi, bình thường ngon lành đàng hoàng đúng không? Anh là buôn bán mấy cày, anh mới bán cho.